Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tháng đại lợi làm nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, ông cha ta có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đặc biệt là trong những cái chuyện đại sự như chuyện làm nhà thì không được tùy ý chủ quan để tránh những cái rủi ro, tránh những cái trắc trở không đáng có. Khi mà tiến hành công việc động thổ xây dựng một cái cơ sở nào đó, như là nhà ở, văn phòng hay là xây mồ xây mả, thì đều là những cái việc lớn của mỗi người, của mỗi gia đình. Bởi vậy, trước khi thực hiện thì người ta đều phải xem liệu gia chủ có thực sự được tuổi để làm hay không, có phạm phải những cái điều cấm kỵ hay là không. Thì ngoài ra, theo phong thủy ấy, thì cái việc chọn được cái tháng tốt để khởi công ấy, cũng là điều vô cùng cần thiết. Khi mà chọn được cái tháng đại cát đại lợi thì mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi, may mắn và gia chủ sẽ gặp được nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì người xưa có câu lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Do đó, khi xem cái ngày tốt để tiến hành công việc xây dựng, làm nhà thì người ta luôn dựa vào nam giới trong gia đình. Trong trường hợp ở nhà mà không có nam đinh ý, thì chúng ta nên đi mượn, đúng không? Không mượn được thì cùng lắm đến cái nước cuối cùng thì chúng ta mới phải lấy cái người nữ giới ra đứng ra động thổ. Đó. Và thưa quý vị, thì để lựa chọn ra được một cái tháng đại lợi làm nhà thì chúng ta sẽ dựa vào cái tài liệu là Ngọc Hoàng Thông Thư, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dựa vào Ngọc Hoàng Thông Thư hay là gì? Cái ngày tốt tuần thư này để chúng ta chọn ra cái ngày, cái tháng đại cát đại lợi để chúng ta làm nhà. Thì ở cái tháng đại lợi làm nhà nó ở trang 149 nhá. Thì các bạn có thể tham khảo trang 149 của cuốn sách là Ngày Tốt Tuần Thư. Ngày Tốt Tuần Thư để tìm ra cho mình những cái tháng nào đại lợi làm nhà. Và rất nhiều những cái công việc đại sự khác thì trong quyển sách này cũng đã có đầy đủ hết. Thì các bạn có thể tham khảo thêm quyển sách là Ngày Tốt Tuần Thư để tìm cho mình những cái ngày tốt nhất, đúng không ạ? Thì trong cái Ngày Tốt Tuần Thư ấy và cái Ngọc Hoàng Thông Thư thì cũng có nói đến cái chuyện là chọn ra tháng đại lợi để làm nhà. Để tính cái tháng khởi công thì người ta căn cứ vào cái ngũ hành của bản mệnh, đúng không ạ? Cũng ngũ hành người mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thủy, mệnh hỏa và mệnh thổ, đúng không ạ? Và áp dụng với từng năm sinh để tìm ra cái mệnh của năm đó. Mục đích của việc đề cập đến cái tháng khởi công ấy sẽ là tìm ra cái sự hài hòa sinh hợp giữa tháng và tuổi. Khởi công trong cái tháng này sẽ mang đến những cái thuận lợi cho gia chủ. Đấy, tất cả những mệnh trong ngũ hành thì đều gắn bó mật thiết với cái tiết khí của tháng sinh, đúng không ạ? Vì vậy mà có sinh có khắc khác nhau. Sinh thì sẽ mang lợi, còn khắc thì sẽ đem đến những cái điều không may mắn cho gia chủ. Còn với những người Việt Nam thì cái việc xem phong thủy về cái việc chọn cái tháng đại lợi làm nhà thì không còn là xa lạ nữa. Dù bạn có muốn xây một ngôi nhà cấp 4 hay là xây một cái ngôi biệt thự đi chăng nữa thì cái việc lựa chọn cái thời gian tốt để xây thì sẽ khiến cho cái phong thủy của nhà các bạn được tốt lên gấp bội. Gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng và tài vận thì hanh thông. Cái việc xây dựng nó cũng sẽ suôn sẻ, tăng thêm cái sự tốt đẹp cho cả căn nhà. Còn ngược lại, nếu mà chọn vào cái thời điểm không tốt thì gia chủ có thể gặp phải nhiều cái điều xấu, nhiều điều trắc trở trong quá trình xây dựng cũng như là gì? Trong cái quá trình mình ở cái ngôi nhà đó. Đó. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta có năm ngũ hành, đúng không ạ? Chúng ta có năm ngũ hành, đó là mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đấy. Thì những người mệnh kim bao gồm những người sinh năm 1984 là Giáp Tý, 1985 là Ất Sửu, 1962 Nhâm Dần, 1963 Quý Mão, 2000 Canh Thìn, 2001 là Tân Tỵ, 1954 là tuổi Giáp Ngọ, 1955 là Ất Mùi, 1992 là Nhâm Thân, 1993 Quý Dậu, 1970 Canh Tuất và 1971 là Tân Hợi. Đó là những người mệnh kim. Còn những người mệnh mộc ấy, thì bao gồm những người sinh năm 1972 là Nhâm Tý, 1973 là Quý Sửu, 1950 là Canh Dần, 1951 là Tân Mão, 1988 là Mậu Thìn, 1989 là Kỷ Tỵ, 2002 là Nhâm Ngọ, 2003 là Quý Mùi, 1980 là Canh Thân, 1981 là Tân Dậu, 1958 là Mậu Tuất và 1959 là Kỷ Hợi. Đó là những người mệnh mộc. Những người mệnh thủy bao gồm những người sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý này, 1997 là Đinh Sửu này, 1974 là Giáp Dần, 1975 là Ất Mão, 1952 là Nhâm Thìn, 1953 là Quý Tỵ, 1966 là Bính Ngọ, 1967 là Đinh Mùi, 1944 là Giáp Thân, 1945 là Ất Dậu, 1982 là Nhâm Tuất và 1983 là Quý Hợi. Đấy. Những người mệnh hỏa thì bao gồm những tuổi là 1948 là Mậu Tý, 1949 là Kỷ Sửu, đấy, hoặc là 2008 là Mậu Tý, 2009 là Kỷ Sửu, 1986 là Bính Dần, 87 là Đinh Mão, 1964 là Giáp Thìn, 1965 là Ất Tỵ, 1978 là Mậu Ngọ, 1979 là Kỷ Mùi, 1956 là Bính Thân, 1957 là Đinh Dậu, 1994 là Giáp Tuất và 1995 là Ất Hợi. Đó. Tiếp đến là gì? Những người mệnh thổ thì bao gồm những người sinh năm 1960 là Canh Tý, 61 là Tân Sửu, 1998 là tuổi Mậu Dần, 1999 là Kỷ Mão, 1976 là Bính Thìn, 1977 Đinh Tỵ, 1990 là Canh Ngọ, 1991 là Tân Mùi, 1968 Mậu Thân, 1969 Kỷ Dậu
và 1946 là Bính Tuất, 1947 là Đinh Hợi đó. Thì đó là các tuổi của các mệnh này. Thì dựa vào Ngọc Hoàng Thông Thư, đúng không? Dựa vào Ngọc Hoàng Thông Thư và cái ngày Tuất Toàn Thư ấy, thì chúng ta sẽ xét xem là những cái tháng nào ở trong 149 nhá. Chúng ta sẽ tìm ra được những cái tháng đại lợi. Đây là tháng đại lợi trai làm nhà nhá. Thì các bạn có thể tham khảo quyển này. Và tôi đã viết lên bảng rồi, viết lên bảng để cho các bạn tiện theo dõi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra cái tháng đại lợi làm nhà cho từng mệnh một. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét những người mệnh kim, đúng không? Những người mệnh kim. À, những người mệnh kim bao gồm những người sinh năm 1984 này là tuổi Giáp Tý này, 1985 là Ất Xỉu này, 1962 là Nhâm Dần này, 1963 là Quý Mão, đúng không? 2000 là Canh Thìn, 2001 là Tân Tỵ, 1954 là Giáp Ngọ, 1955 là Ất Mùi, 1992 là Nhâm Thân, 1993 là Quý Dậu, 1970 là Canh Tuất và 1971 là Tân Hợi nhé. Đó là những cái tuổi mà có mệnh là mệnh kim, đúng không ạ? À, thưa quý vị, những người mệnh kim mà xây nhà vào tháng 1 thì gặp gia chủ nghèo, tháng 2 con chết, tháng 3 là cha mẹ ốm, tháng 4 là giàu sang, tháng 5 là vợ con chết, tháng 6 là đại cát, tháng 7 là con nghèo, tháng 8 là gia đình ốm, tháng 9 là tốt, tháng 10 là hung, tháng 11 là hung, đúng không ạ? Tháng 12 là tán tài, đúng không ạ? Tán tài. Như vậy thì những cái tuổi tôi vừa đọc ấy, thì nếu mà xây vào những tháng này ấy, thì chỉ có gì tháng 4 này, tháng 4 là tốt này, tháng 6 là tốt này và tháng 9 là tốt. Tức là tháng 4, tháng 6, tháng 9 là tốt. Nhưng trong 3 tháng này thì chúng ta xét tháng nào là tốt nhất, đúng không ạ? Thì năm 2024, năm Giáp Thìn thì tháng 4 nó là tháng Kỷ Tỵ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ khởi nhé, Giáp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ khởi là tháng, tháng thì bao giờ, đúng không? Tháng 1 là tháng Dần, đúng không ạ? Thì năm Giáp Kỷ lấy Bính năm đầu thì chúng ta lấy tháng khởi là phải tháng Bính Dần, đúng không ạ? Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tý và Đinh Sửu. Đó là 12 tháng của năm 2024. Thì cái mệnh kim nhá, người mệnh kim nhá, thì tháng 1 xấu này, tháng 2 xấu, tháng 3 xấu, tháng 5 xấu, tháng 7 xấu, tháng 8 xấu, tháng 10 xấu, tháng 11, tháng 12 xấu, đúng không ạ? Chỉ có 3 tháng tốt là gì? 4, 6 và tháng 9. Như vậy trong 4 tháng này thì tháng nào là tốt nhất, đúng không ạ? Thì những người mệnh kim này, kim thì được gì? Được thổ sinh cho, đúng không ạ? Vậy nên là cái tháng tốt nhất sẽ là tháng gì? Sẽ là tháng Tân Mùi. Đó, tháng tốt nhất sẽ là tháng Tân Mùi. Đó. Thì những người 1985 Ất Xỉu thì kiêng tháng này ra nhé, các bạn có thể chọn tháng khác. 1985 Ất Xỉu thì do là Xỉu Mùi lấy tương xung, vậy nên chúng ta không chọn nhé. Mệnh kim đúng không ạ? Kim thì khắc được mộc đúng không ạ? Và gì? Kim thì bị hỏa nó khắc. Như vậy là gì? Tháng, nếu mà người mệnh kim này xây vào tháng 6, tháng 6, tháng Tân Mùi là có ngũ hành thổ thì được thổ sinh kim là tốt nhất, đúng không ạ? Sinh vào tháng gì? Tháng 4. Nếu mà xây vào tháng 4 nhá thì là được giàu sang, đúng không ạ? Nhưng mà gì? Kim tháng 4 là tháng mộc, đúng không ạ? Kim khắc được mộc thì sinh tài. Như vậy tháng này là sẽ là tốt thứ hai. Đó. Và tháng Giáp Tuất là bị hỏa, đúng không ạ? Hỏa khắc kim, vậy nên tháng này là gì? Tháng tốt thứ ba. Tức là chúng ta có 3 tháng tốt, nhưng mà chúng ta sẽ tìm được cái tháng đại cát nhất là tháng 6. Đấy. Thì ngoài xây, các bạn muốn xây sớm để cuối năm về nhà mới luôn thì các bạn có thể xây vào tháng 4 và tháng 6. Đó là với những người mệnh kim nhá. Những người mệnh kim thì các bạn lại chọn xây vào tháng 4, tháng 6 và tháng 9, đúng không ạ? Trong đó tốt nhất là tháng 6, tốt thứ hai là tháng 4 và tốt thứ ba là tháng 9. Đó. Tiếp theo là những người mệnh mộc. Những người mệnh mộc bao gồm những người sinh năm 1972 là tuổi Nhâm Tý, 1973 là Quý Sửu, 1950 là Canh Dần, 1951 là Tân Mão, 1988 là tuổi Mậu Thìn, 1989 là Kỷ Tỵ, 2002 là Nhâm Ngọ, 2003 là Quý Mùi, đúng không ạ? 1980 là Canh Thân, 1981 là Tân Dậu, 1958 Mậu Tuất và 1959 là tuổi Kỷ Hợi. Thì với những người mệnh mộc, nếu mà xây nhà vào tháng riêng thì bị hung, đúng không ạ? Xây tháng 2 thì được phú quý, xây tháng 3 thì được phú quý, tháng 4 thì bệnh, đúng không? Tháng 5 thì được phú, tháng 6 là hung, tháng 7 nghèo, tháng 8 là tán tài, tháng 9 là tài, tháng 10 là hung, tháng 11 là tán tài, tháng 12 là con cháu hay ốm. Đó. Thì với những người mệnh mộc thì tháng này lại xây nhà sẽ là tháng 2, tháng 3, đúng không ạ? Tháng 5 và tháng 9. Đấy. Thì cái tốt nhất ấy thì sẽ là tháng 3, đúng không ạ? Tháng 3 là có ngũ hành Mậu Thìn, là có ngũ hành thổ mộc, đúng không? Mộc thì tỷ hòa với mộc. Cái mộc thì là gì? Mộc được thủy sinh, đúng không ạ? Nhưng trong 4 tháng này không có cái nào là thủy, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Mộc thì tỷ hòa với mộc thì chúng ta có tháng riêng, tháng 3, đúng không ạ? Vậy nên là những người mệnh mộc ấy thì cái tháng đại lợi tháng 3 sẽ là tốt nhất. À, trong các tháng đại lợi chúng ta có 4 tháng, đúng không ạ? Tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 9, đúng không ạ? Thì trong đó cái tháng 2 sẽ là tháng 3 sẽ là tháng tốt nhất. Tháng 3 tốt nhất này. Tiếp theo là gì? Chúng ta có mộc thì mộc khắc được thổ, đúng không ạ? Như vậy là gì? Tháng tốt thứ hai nó là tháng Canh Ngọ. Mộc khắc được thổ nên là sinh tài là tốt thứ hai, đúng không ạ? Còn tháng 2 là tháng Đinh Mão đấy.
Với lại tháng 9 là tháng Giáp Tuất thì là nó là tốt như nhau vì nó cũng hay được hỏa đúng không ạ? Mộc thì sinh cho hỏa. Đó. Đó là cái ngũ hành thứ hai. Tiếp theo chúng ta xét mệnh thứ ba, đó là mệnh Thủy. Thì mệnh Thủy bao gồm những người sinh năm 1996 là Bính Tý này, 1997 là Đinh Sửu, 1974 là Giáp Dần, 1975 là Ất Mão, 1952 là Nhâm Thìn, 53 là Quý Tỵ đúng không ạ? 1966 là Bính Ngọ, 67 là Đinh Mùi, 1944 là tuổi Giáp Thân, 1945 là tuổi Ất Dậu và 1982 là Nhâm Tuất, 1983 là Quý Hợi. Đó là những người có ngũ hành thuộc Thủy. Thì những người mệnh Thủy mà xây nhà vào tháng riêng ấy, tháng 1 là bị sát này, tháng 2 là Phú đó, tháng 3 là Hung, tháng 4 là Bệnh, tháng 5 là Suy, tháng 6 là Tiến Tài, tháng 7 là Không Vong, tháng 8 là Bệnh, tháng 9 là Phú, tháng 10 là Quý, tháng 11 là Sát và tháng 12 nó là Tán Tài. Đấy. Thì với những người mệnh Thủy ấy, thì chúng ta có 4 tháng xây nhà là được đại cát đúng không ạ? Là tháng 2 này, tháng 6 này, tháng 9 này và tháng 10. Đó, 4 tháng. 4 tháng này là 4 tháng đại lợi làm nhà đấy. Đó. Thì trong 4 tháng này thì tháng nào tốt nhất đúng không ạ? Thì chúng ta có này, cái ngũ hành này là thuộc những người mệnh Thủy đúng không ạ? Thủy thì được kim sinh đúng không ạ? Kim thì chúng ta xem có tháng kim không? Trong này không có tháng nào có kim, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Thủy thì bị gì? Thủy thì khắc được hỏa đúng không ạ? Thứ hai là Thủy thì tỷ hòa với Thủy đúng không ạ? Nhưng mà trong các tháng này thì cũng không có tháng nào là thuộc Thủy. Thứ ba là gì? Thủy thì khắc được hỏa, vị trí là những cái tháng hỏa sẽ là tháng tốt nhất đúng không ạ? Tháng hỏa chúng ta có 2 tháng, đó là tháng 9 và tháng 3 thì nó đều tốt như nhau. Đấy, nó tốt số 1 là tháng 9 và tháng 2. Tháng 2 là tháng Đinh Mão nhá và tháng 9 là tháng Giáp Tuất. Là 2 tháng tốt. Tiếp theo là gì? Thủy thì Hợi này, hỏa. À cả tháng Ất Hợi nhá thì cũng là tốt như nhau này. Còn cái tháng Thổ này, Thổ khắc Thủy, vị trí là gì? Nó là tốt thứ 2 thôi. Đó. Thì các bạn cứ ưu tiên chọn tháng 2 này. Tháng 2, tháng 9, tháng 10. Đó. Nếu mà cần xây nhà sớm thì các bạn nên chọn tháng 2. Năm Giáp Thìn, 2024 Giáp Thìn nhá. Còn nếu mà xây muộn ấy thì các bạn có thể chọn vào tháng 6 được, tháng 6 âm lịch xây được. Đó, để cuối năm về nhà mới được. Còn hai tháng 9 và tháng 10 xây thì nó sẽ hơi gấp. Đó, với những nhà nào mà xây nhà bé hoặc là xây những cái nhà phụ ấy, thì chúng ta có thể làm được. Đó, đó là với những người mệnh Thủy. Tiếp theo chúng ta xét đến những người mệnh Hỏa. Thì tháng đại lợi của những người mệnh Hỏa là những tháng nào, đúng không ạ? Thì những người mệnh Hỏa là những người sinh năm 1948 là tuổi Mậu Tý này, 1949 là tuổi Kỷ Sửu, hay là 2008 là Mậu Tý, 2009 là Kỷ Sửu ấy. 1986 Bính Dần, 1987 là Đinh Mão, 1964 là Giáp Thìn, 1965 là Ất Tỵ, 1978 Mậu Ngọ, 79 Kỷ Mùi đúng không ạ? 1956 là Bính Thân và 1957 là Đinh Dậu, 1994 là Giáp Tuất và 1995 là Ất Hợi. Đó, đó là những người mệnh Hỏa. Thì với những người mệnh Hỏa mà xây nhà vào tháng riêng ấy, thì bất chắc này, tháng 2 là gặp chữ bần này, tháng 3 là thất vận này, tháng 4 ấy thì là được gì? Phú Quý, tháng 5 là Sát, tháng 6 là Đại Cát, tháng 7 là Hung, tháng 8 là Suy, tháng 9 là Tiến Tài, tháng 10 là Con Bệnh, tháng 11 ấy là Vợ Chồng Bất Hòa và tháng 12 thì cũng là Con Bệnh. Như vậy thì với những người mệnh Hỏa sẽ có 3 tháng đại lợi đúng không ạ? 3 tháng đại lợi. Đó là tháng 4 này, tháng 6 này và tháng 9. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, đấy là những tháng đại lợi làm nhà cho những người mệnh Hỏa nhé. Thì chúng ta còn xét xem tháng nào tốt nhất. Thì Hỏa ấy, mệnh Hỏa đó, Hỏa thì được Mộc sinh cho. Vị trí này những người mà mệnh Hỏa ấy, thì xây nhà vào tháng 4 là tốt nhất. Tháng 4 Kỷ Tỵ là tốt nhất. Hỏa thì tỷ hòa với Hỏa, như vậy là những người mà mệnh Hỏa thì xây nhà vào tháng 9 Giáp Tuất này thì là được tốt thứ hai. Đó. Và tiếp theo là tốt thứ ba là những người nó là mệnh Thổ đúng không ạ? Là được gì? Hỏa Thổ tương sinh thì cũng là tốt. Đó. Đó là những người mệnh Hỏa. Và cuối cùng chúng ta xét đó là những người mệnh Thổ. Thì những người mệnh Thổ thì bao gồm những người sinh năm 1960 là Canh Tí này, 61 Tân Sửu này, 1998 là Mậu Dần, 99 là Kỷ Mão, 76 là Bính Thìn, 77 Đinh Tỵ, 90 là Canh Ngọ, 91 Tân Mùi đúng không ạ? 1968 là Mậu Thân, 69 là Kỷ Dậu và 1946 là Bính Tuất, 1947 là Đinh Hợi. Đó. Đó là những cái người mà có mệnh Thổ, ngũ hành thuộc Thổ đúng không ạ? Thì những người mệnh Thổ nếu mà xây nhà vào tháng riêng thì gặp Hung này, tháng 2 là Phú, tháng 3 là Tử, tháng 4 là Tiến Tài, tháng 5 là Mất Của, tháng 6 là Phú, tháng 7 là Sát, tháng 8 là Quý đúng không ạ? Tháng 9 thì là Sát, tháng 10 là Phúc, tháng 11 là Hung và tháng 12 thì là Đại Phú. Đó. Như vậy với những người mệnh Thổ thì xây nhà vào tháng nào là tốt nhất? Thì chúng ta cùng xét này, Thổ thì được gì? Được Hỏa sinh cho đúng không ạ? Vậy chứ là chúng ta cùng xét xem tháng nào mệnh Hỏa. Mệnh Hỏa thì chúng ta có tháng 2 này, là tốt đầu tiên này. Ưu tiên số 1 là chọn tháng 2. Và tháng Hỏa là tháng Ất Hợi là tháng 10 đúng không ạ? Tháng 10. Như vậy là tốt nhất là tháng 2 và tháng 10. Đó là hai tháng tốt đầu tiên.
Tiếp theo là gì? Họ thổ thì là tỷ hòa với thổ đúng không ạ? Thổ tỷ hòa với thổ thì thổ chúng ta có là tháng tháng 6 đúng không ạ? Tháng 6 là được tốt thứ hai. Và tháng tốt thứ ba là thổ khắc thủy đúng không ạ? Thổ khắc thủy thì tháng thủy đây thì tháng nó là tháng tháng 12 đúng không ạ? Thì là tốt thứ ba. Đó. Tiếp theo là chúng ta còn tháng của mình kim nữa, thổ sinh kim thì là tốt thứ tư. Và thổ khắc thủy à mộc khắc thổ và tháng 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 tư này thì bị mộc khắc nhá. Thì chúng ta là gì? Tốt thứ năm. Đó. Như vậy với những người mệnh thổ thì xây nhà vào cái tháng đại lợi ấy, tháng đại lợi tốt nhất sẽ là tháng 2 và tháng 10 là tháng Ất Hợi đúng không ạ? Tốt thứ hai nó là vào tháng 6 và tốt thứ ba thì nó là tháng thủy là tháng 12. À, thứ tư thì nó sẽ là tháng tháng Dậu là tháng 8 đúng không ạ? Và tốt thứ năm thì nó sẽ là tháng tháng Tỵ, tức là tháng 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 4 âm lịch. Đó. Thì các bạn có thể là chụp lại nhá. Các bạn hãy chép lại chụp lại cái bảng này để chúng ta chọn ra những cái tháng tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc xây nhà cho được chuẩn chỉ thuận lợi và anh thông. Đó, các bạn hãy chép lại cái bảng này nhé. Đó, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tháng đại lợi để chúng ta tiến hành công việc làm nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tháng đại lợi làm nhà. À, thưa quý vị, thì đây là cái tháng đại lợi làm nhà, nó dựa vào mùa sinh và dựa vào cái tháng sinh, cái tháng để làm nhà của chúng ta để nó tương ứng với cái mệnh, với cái mùa thôi. Nó cũng chưa có căn cứ được vào cái hướng nhà đúng không ạ? Nên cái này ấy, thì các bạn cũng nên tham khảo thêm thôi, chứ nó cũng không hoàn toàn được được chính xác. Vậy nên là quý vị có thể tham khảo thêm và hãy theo dõi tiếp tục những video tiếp theo. Tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn từng tháng và từng ngày xây nhà một cách chuẩn nhất, chuẩn chỉ nhất và hợp với từng tuổi. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.